Doanh số bán xe tại châu Âu giảm 10%. Trong tháng 11, số lượng doanh số bán xe hơi châu Âu đã giảm 10%. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm, mức suy giảm của thị trường đã lên đến hàng chục. Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi châu Âu cho biết, số lượng ghi danh bản số xe mới chỉ có 966.000 trong tháng 11. Ngành công nghiệp đã phải đối phó với một doanh số bán hàng yếu kém do bóng tối kinh tế đang lan rộng trên khắp phía Bắc và phía Đông. Pháp là quốc gia chịu đựng nhiều thiệt hại nhất. Doanh số bán hàng tại trụ sở ở Paris của thương hiệu Peugeot đã giảm 16%. Thị trường nội địa của công ty đã giảm 19%. Peugeot đang sa thải 10.000 công việc làm và đóng cửa các nhà máy để giúp ngăn chặn thiệt hại. Đối thủ Renault cũng đã bị thiệt hại với một suy giảm 27% doanh số bán hàng. Hậu quả của các biện pháp thắt lưng buộc bụng năm ngoái tại các thị trường xe hơi ở vùng Địa Trung Hải vẫn còn gây ảnh hưởng. Ngay cả Đức, thị trường lớn nhất của khu vực, đang chứng kiến một sự suy giảm. Số lượng ghi danh bản số xe mới đã giảm 3.5% trong tháng 11 sau khi bị suy giảm 0.5% trong tháng 10. Công ty sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu là Volkswagen đã bị giảm 2.5% doanh số bán hàng. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp doanh số bán xe đã giảm trên toàn Liên minh châu Âu. Vương quốc Anh là thị trường lớn duy nhất đã có tăng trưởng.